thì người hiển hiện thần thông, lập địa triệt ngộ không ít. Trong tông môn, ngài chi vị tỳ kheo đạt được tai mắt không thể nghĩ bàn, lại có rất nhiều nhân tài trong giới ni chúng. Xưa kia Quán Khê vốn là đồ đệ của ngài Lâm Tế, sau bao năm dụng công vẫn chưa đại triệt đại ngộ, nên đi tham phương cầu đạo. Đến chỗ ni sư Mạc Sơn, khi đến chùa, thị giả của Mạc Sơn hỏi: Bạch Thượng Tọa, ngài vì Phật Pháp hay vì vô ngoạn mà đến đây? Đáp: Ta đến vì Phật Pháp. Sau đó Mạc Sơn ra hỏi: Vì Phật Pháp mà đến, vậy hãy theo phép tắc. Mà đánh trống thăng tòa. Nói xong, Mạc Sơn bước lên tòa. Ngài Quán Khê chỉ chấp tay xá. Mạc Sơn lại hỏi: Hôm nay Thượng Tọa vừa rời chỗ nào? Đáp: Nơi ngã ba đường. Hỏi: Sao không che lại? Quán Khê không đáp được. Mới bắt đầu lễ bái, rồi hỏi Mạc. Đáp: Không để lộ đỉnh đầu. Hỏi: Chủ Mạc Sơn là ai? Đáp: Hoài tướng năm nữ. Hỏi: Sao chẳng biến mất? Đáp: Chẳng phải thần, chẳng phải quỷ, biến quá cái gì? Quán Khê không lời đối đáp, nên ở lại làm vườn trong 3 năm. Sau khi đạt triệt đại ngộ, Quán Khê thượng đường bảo: Ta ở tại ông già Lâm Tế đắc được phân nửa. Ở lại bà già Mạc Sơn được phân nửa. Cộng lại thành một thìa. Ăn mãi cho đến hôm nay vẫn còn no. Chúng ta thấy rằng ngài Quán Khê vừa là đồ đệ của Lâm Tế, vừa là pháp tử của Mạc Sơn. Điều này chứng tỏ là trong đi chúng cũng có nhân tài là cái thế tai mắt hơn người. Hiện tại có rất nhiều đi chúng sao không thấy tai mắt mà lộ mặt, thị hiện chánh pháp, đấy mới thấy là Phật Pháp rất bình đẳng. Mọi người phải đi nỗ lực tinh tấn, chớ khiến thối đọa, làm che mờ tự tánh thanh tịnh,
tọa bất nhân duyên kiến tánh. Cổ nhân nói 100 năm 36 ngày, ngày mà không khi nào biết xả. Xả thân nơi bờ tịch. Vì không dám xả bỏ thân tâm để tu học pháp thanh tịnh, nên bị luân hồi, không thể giải thoát. Thế nên mọi người phải cố gắng xả bỏ tất cả để ngồi trên bờ tịch tỉnh. Hy vọng mọi người đồng chứng vô sanh pháp nhẫn. Ngày thứ hai, đây là ngày thứ hai của thiện thức, lần thứ hai trong thời gian ngắn ngủi. Chư vị đến tham gia thiện thức, ngày một tăng, ai ai cũng chán phiền não, thích tịch tỉnh. Quả là người ở vùng Thượng Hải thiện tâm rất thuần thục, phước đức rất sâu dày. Xưa nay thế gian khổ nhiều vui ít, thời giờ trôi qua mau chóng, vài thập niên vượt qua trong chớp mắt. Ngay cả Bành Tổ sống đến 80 tuổi mà theo nhãn quan Phật giáo thì rất ngắn ngủi. Đệ thường con người sống đến 70 tuổi là nhiều. Nay biết duyên đời mong manh, như quyển dư quá. Lưu chuyển không dừng, nên mới đến đây tu hành. Thật là thiện căn sâu dày. Nhưng pháp tu hành quý tại lâu dài. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đã từng trải qua bao kiếp tu hành gian nan, khốn khổ mới thành công được. Kinh Lăng Nghiêm, Chướng Quan Thế Âm Bồ Tát Nguyên Thông. Nhớ khi xưa, hằng hà sa số kiếp, có Phật ra đời, hiệu là Quán Thế Âm. Nơi Đức Phật đó, con phát tâm Bồ Đề, được Ngài dạy tu pháp văn tư tu nhập tam ma địa, chứng minh hằng Quán Thế Âm Bồ Tát. Không phải chỉ tu trong một ngày, hai ngày mà thành thục. Ngài cũng không công khai chỉ dẫn phương pháp là dụng công tu hành. Trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, giữa 25 vị thánh, Ngài là vị tu hành viên thông bậc nhất. Pháp dụng công của Ngài là từ văn tư tu đắc được nhĩ căn viên thông, nhập tam ma địa, nơi trong tánh nghe nhập lưu vong sở,
Phương pháp này dùng tai nghe lại tự tánh của mình, không cho sáu căn chạy theo sáu trần, phải nhiếp chúng vào pháp tánh. Lại bảo năng nhập và sở nhập đều tịch tỉnh, hai tướng động tịnh, rõ ràng không sanh khởi, tăng tiến dần dần như thế. Cái nghe và cái bị nghe đều diệt mất, tức là bảo chúng ta khi dụng công phải nghe lại chính mình, đừng để gián đoạn. Dụng công nghe hành tăng tiến từ từ đắc được. Cái giác và cái bị giác đều không. Giác là không đều viên tịch, tròn đầy. Cái không là cái bị không đều tịch diệt. Sanh diệt đều diệt mất thì tịch diệt hiện tiền. Muốn đạt tới cảnh giới này phải do công phu tu hành, nghe được tự tánh của mình. Tất cả mọi sinh diệt đều diệt hết thì tâm cùng loạn chợt ngưng. Khi ngưng thì tâm Bồ Đề hay chân tâm thanh tịnh đều hiển hiện. Ngài Quán Thế Âm đạt tới cảnh giới đó, Ngài nói đột nhiên vượt ngoài pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Mười phương đều tròn đầy trong sáng, khi ấy đạt được hai việc thù thắng. Thứ nhất, trên hợp với bốn tâm diệu giác của mười phương chư Phật cùng đồng nhất lực từ bi. Thứ hai, giới hợp với tất cả loài chúng sanh cùng đồng nhất bị ngưỡng. Hôm nay chúng ta tu hành học Phật Pháp, đầu tiên phải tự mình công phu cho thuần thục, phải độ tận hết mọi chúng sanh tham sân si mạng nghi ác kiến, chứng đạt đến chân tâm diệu giác thanh tịnh xưa nay, thì sau này mới thượng hành hạ hóa. Như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tùy theo chủng loại mà hóa. Mà hóa độ, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện nơi thế gian, hoặc người đời không biết Bồ Tát Quán Thế Âm vốn đã thành Phật. Trong đời quá khứ không còn tướng nhân ngã nam nữ, Ngài tùy theo căn cơ chúng sanh mà ứng hiện. Thế nên mỗi khi nghe đến danh hiệu Ngài Quán Thế Âm thì chúng ta liền khởi tâm ái kính. Đời quá khứ chúng ta vốn đã từng niệm danh hiệu của Ngài, nên trong ruộng thức thứ 8 hạt giống lành vẫn luôn khởi mãi. Kinh nói tai vừa nghe tiếng thì hạt giống đạo lưu giữ mãi mãi. Hôm nay chúng ta phải y theo pháp
tối thượng, thừa đã tu, đã chứng của chư Phật, chư Bồ Tát. Pháp môn hiện tại là phải hiểu rõ bốn tâm diệu giác, tức là thấy tánh thành Phật. Nếu không rõ tâm địa thì không thể thành Phật được. Nếu muốn hiểu rõ tâm địa thì không thể thành Phật được. Nếu muốn hiểu rõ tâm địa thì đầu tiên phải làm theo là thiện đạo, tức con đường lành, từ sáng đến tối. Các việc ác chớ làm, phải phụng hành các việc thiện. Khiến cho phước đức được tăng trưởng. Lại nữa, để khỏi câu thổi đầu. Trong một khoảnh khắc, nếu một niệm không sanh thì lập tức thành Phật. Chư vị phải tận dụng thời gian. Chớ dụng tâm tán loạn. Cố gắng đề khởi thoại đầu cho hay. Ngày thứ ba, hôm nay là ngày thứ ba của thiền thức thứ hai, người dụng công thần thuộc. Trong động và tịnh đều kiểm soát được tâm mình. Sao lại để cho tâm phân biệt thiền thức là thứ nhất, thứ hai hoặc hai ngày, ba ngày? Người sơ phát tâm phải cố gắng nỗ lực, tinh tấn. Chớ nên để tâm ngu mê ám độn, làm uổng phí thời giờ. Nay ta lại nói thêm một ví dụ cho chư vị mới phát tâm Bồ Đề. Hy vọng chư vị hiểu rõ. Trong thiền đường các nơi có thờ một vị Bồ Tát Thánh Tăng. Vốn là anh em họ với Phật Thích Ca, tức tôn giả Kiều Trần Như. Khi Đấng Thế Tôn vừa xuất gia, vua Tịnh Phạn phái ba vị thuộc hệ tộc của bên cha và hai vị thuộc tộc của bên mẹ đến núi Tuyết Sơn trợ giúp tôn giả Kiều Trần Như, là một trong hai người thuộc hệ tộc bên cha mẹ của Đức Phật. Sau khi Đấng Thế Tôn thành đạo, Ngài liền đến vườn Lộc Uyển. Thuyết pháp bốn thánh đế, tôn giả và vị ngộ đạo đầu tiên hết. Đồng thời, tôn giả cũng là vị đệ tử xuất gia đầu tiên trong các chư đại đệ tử của Phật, do đó chúng ta gọi Ngài là vị Thánh Tăng. Kinh Lăng Nghiêm nói, khi ta vừa thành đạo, nơi vườn Lộc Uyển, chuyển bánh xe diệu pháp bị năm ông A Nhã Kiều Trần Như cùng bốn chúng
do khách trận phiền não làm mê mờ. Nên chúng sanh không thể chứng được quả Bồ Đề hay là vị A-la-hán. Này các ông, do nhân duyên gì mà được khai ngộ? Chứng quả thánh nơi đây, Phật hỏi chư đệ tử. Nhờ dụng công tu hành pháp môn gì mà chứng được quả vị thánh? Vị đã liễu giải ngộ đạo tôn giả Kiều Trần Như từ nơi chỗ ngồi, đứng dậy bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con nay là trưởng lão trong đại chúng, đọc đắc giải danh tức nhân liễu ngộ, được hai chữ khách trần và chứng quả. Nói xong, tôn giả lại giải thích: Bạch Đức Thế Tôn, quý như hành khách ghé ngang quán trọ, gặp ngủ qua đêm hoặc ở lại ăn cơm, ăn ngủ xong liền mang hành lý đi tiếp, không muốn ở lại. Muốn thật là chủ nhân thì không muốn đi. Vì vậy con suy nghĩ như vậy. Cũng như giọt sương như mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào, trong giọt sương tỏ ra ánh sáng, có chiếu những hạt bụi. Các hạt bụi là đức dao động, còn như không thì an nhiên không động. Con lại suy nghĩ, vắng lặng gọi là hư không, dao động gọi là khách trần. Bụi bặm cũng gọi là hành khách. Tôn giả giải thích rõ hai chữ khách và chủ. Đấy chỉ là ví dụ. Vậy chúng ta biết phương pháp tu hành. Nói cách khác, chân tâm của chúng ta là chủ nhân, vốn không dao động. Vọng tưởng vốn dao động, tức là khách. Vọng tưởng ví như bụi bặm, đức vi tế nhỏ nhít, bụi bặm bay trong hư không. Khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua, khi tâm động đậy, vọng tưởng khởi lên, chúng ta rất khó biết. Đến lúc ngồi tĩnh tọa tu hành, con dụng công thì mới thấy rõ mình có quá nhiều tạp niệm.